Bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, vào khuya đêm 14 tháng 11, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Cà Mau phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhiều thanh niên đang sử dụng ma túy bên trong một ngôi nhà cho thuê thuộc ấp Bà Điều, xã Lý Dân Lâm, thành phố Cà Mau. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 thanh niên có liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 3 viên nén, một đĩa sứ còn dính chất bột màu trắng, một bộ đèn laser, loa. Các đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận đã tổ chức thuê phòng và mua ma túy, sau đó rủ nhau đến ngôi nhà trên để sử dụng. Trong lúc đang bay lắc thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang. Qua kiểm tra, 7 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý.